Và ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai đội chơi rất xinh đẹp. Xin mời. Trời. Ê, mấy đứa, anh mới vừa nói là uống bia rượu xong là say say, tụi em ra làm anh ngất ngay luôn á. Anh xỉn luôn đúng không? Xỉn luôn á, trời ơi đẹp quá, vỗ tay cái coi. Kasamita. Bốn người chơi ngày hôm nay toàn là trai xinh gái đẹp thôi, chắc chắn là ngang tài ngang sức về mặt ngoại hình rồi. Bây giờ mình làm quen với họ nhé, xin mời. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Mình là Nhâm Phương Nam và hôm nay mục tiêu của mình đến đây là giành được 50 triệu. Wow, ngang ngược xung tính, không cần cái gì hết, 50 ngang triệu. Ngang ngược quá. Em tên là Kim Ngọc, em cũng đến đây để giành 50 triệu. Đúng, phải không? 50 triệu lương mạo cao nhất của chương trình. Để xem bên đây như thế nào. Thôi, đội người ta đã như thế rồi thì đội mình khiêm tốn một chút. Đúng, Kim Thành. Em xin chào tất cả mọi người, chào anh Minh Sù. Em là Kim Thành và hôm nay em vẫn không thích ăn hành. Điều này không phải ai cũng biết em ạ. À. Là những người bạn rất là thân thiết mới biết. Thế thì ở ngoài cái hành ra thì còn cái gì không em? Chắc là 50 triệu thì cũng được đấy. Thì thôi mình cứ cầm về cũng được anh ạ. Ừ đúng rồi, chương trình cho mà không lẽ không lấy đúng không em? Đúng rồi. Nhưng mà đâu dễ lấy tiền của anh đem về một cách hiên ngang được. Em phải trải qua những vòng thi đấu chứ đúng không? Phải có người bạn đồng hành. Mời em giới thiệu. Dạ, xin chào anh Minh Sù và tất cả các bạn ở đây. Thì em tên là Châu Hải Nam. Thì em với lại chị Kim Thành hôm nay dù mặc dù chị Kim Thành nói là không muốn lấy 50 triệu, em quyết tâm để lấy 50 triệu. Không muốn lúc nào. Trời ơi. Bạn đứng bạn bè ngay từ lúc đầu. Bé nó nói là 50 triệu thì cho thì lấy. Nhưng mà em quyết tâm để giành lại đó. Đúng. Dạ. Phải như okay. Vậy mà có một cái tinh thần mình quyết liệt hơn. Hai đội chơi đã sẵn sàng rồi, nhưng trước khi thi đấu cho Minh Sù hỏi nhỏ một câu. Nam, em đã di chuyển giao thông ở trên đường chắc nhiều lần rồi hả? Thực ra thì ngày xưa là có, nhưng mà sau một cái thời gian mà em bị tai nạn giao thông rất là nặng. Cũng phải cỡ tầm 5 năm rồi là em đã không tự không mình tham gia giao thông, mà em toàn đi những dùng các phương tiện tham gia giao thông công cộng. Hồi đó là em nhớ là buổi tối em đi làm về và xong như kiểu là bị quáng gà vì quá mệt. Thế cái em đâm vào cái xe ô tô mà đang đỗ ở ngay ven đường luôn. Thế xong sau đó thì em bị phải nằm viện mất phải 2 tuần. Coi như là lúc đó là mình có bất tỉnh không? Hay là mình bất tỉnh luôn? Và sau khi đó em sợ luôn, em không dám tham gia giao thông một mình nữa.